Audio Jungle. Bà con thì lâu nay mình cũng không có quay clip mới cho bà con xem á, thì hôm nay mình cũng có đi quay cho bà con xem á, thì quay lại cho bà con về cái mô hình mà trồng sầu riêng Thái hay gọi là Dona á, trồng xen với cà phê. Thì đây là toàn bộ những cây sầu riêng á, mình quay cho bà con xem về vụ 2018 này. Thì những cái sầu riêng này nói chung là trái cũng rất là sai. Thì trong khu vực này mùa mưa này thì mình cũng khuyên cho bà con là nên làm bồn hay làm cỏ dưới cây sầu riêng cho nó thông thoáng để chống một số tình trạng là nấm bệnh nó phát triển gây tình trạng là thối rễ rồi. Thì đây là mình quay cho con xem để tham khảo về công tác tình hình cây sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk của chúng ta. Thì clip cũng rất là dài nên mà con cứ xem và tham khảo. Xin cảm ơn bà con. Thank you.